Đang làm việc ở sao đi vô coi bà cụ Linda ba ăn sáng chưa, mấy hai bà bệnh rồi quý vị ơi, khổ quá tuổi già đó. Sáng thức dậy là cắt quế đó, thấy chưa đó, sáng vậy là con vỏ quế là mấy chục đồng rồi, có gì thấy không, sáng vậy là cắt quế đó. Nó rau cắt rau, bây giờ bà cụ bà bệnh sao đây nè, ơi nuôi người già nên làm phước nha, chứ chưa nói tiền gì ngang đó. Lo cho bà ăn sáng là bà uống có được ly sữa, phê sữa à, bỏ lại đồ này đây, bây giờ coi sao đây. Trời ơi bà già thiệt, giờ phải lo cho bà thôi, không cần bệnh rồi. Đỉnh rồi nè, đủ tiền nghi luôn. Tội nghiệp không, khổ gì đó. Chân lý của vũ trụ đấy, chân lý khổ vậy đó. Ok, không chỉ mang giới mà mà cho nó so cho nó hot. Thank you.
Thank you. No. Nè, thuốc men đầy đủ luôn đó. Sữa Ensure nè. Đó, mua sẵn cái bà vậy đó. Thấy không? Đó, hồng ốc ngon là lành. Ngốc ngon lành vậy đấy. Okay. Okay. Hả? Tắt luôn hả? Ồ, sao tắt sau này đầu tắt đèn hết ta kìa ta. Okay. Thank you. Hey, help me. Trời ơi, nuôi người già. Sáng không em? Em ăn cháo. Này em muốn cái sữa không nè. Ý, đang làm giường sức mồ hôi luôn. Sẽ xê đâu? Bà chủ con bệnh kìa, thấy không? Con đeo bà nữa không? Con mà đeo bà nữa là bà cho con đi luôn á, nghe không? Con quậy lắm, vừa lo con mà vừa. Thấy chưa? Thấy sáng sư phụ không có thời gian không? Thấy không? Đừng tới cho con ăn nữa đó. Con thấy không? Con đeo bà chủ con suốt hả? Thấy chưa? Sư thấy chưa? Sư thấy bà chủ sư bệnh chưa? Sáng hai tụi bay, hai con chó, gặp thêm bà già, thấy không? Con thấy chưa con? Thấy chưa bộ cạch cái tụi con thấy không? Có nghĩ được đâu, suốt vậy ta. Ôi trời. Bà viết cái gì tôi không hiểu nữa. Ngồi đi là tôi xung dịch coi. Walker là Wilson Nation S. Trời, quý vị nào biết tiếng Anh dịch coi bà nói cái gì đây ta. Đâu là ai coi biết tiếng Anh không coi bà viết bà nói cái gì nữa. Tôi khổ vô Google coi.
What? Quý vị nào biết tiếng Anh giúp tôi coi, tôi khỏi vô Google. Nó bài viết cái gì đây? Ai biết tiếng Anh làm ơn dịch giùm. What? Rồi bà viết chữ y tá của bà nó chết người đi chứ. Đó, cô nào Phật tử nào biết tiếng Anh làm ơn nói giùm tôi coi. Bà nói cái gì vậy? Thế ta bây giờ phải vô Google nữa. Mà thế mà không nói cái gì đây? Ủa vậy không biết tiếng Anh nó khổ thế đó. Vô Google. Mà viết cái gì cái ta? Khổ không? Quý vị, ở Mỹ mà biết tiếng Anh nó khổ thế đó, quý vị thấy coi không? Giờ vô Google dịch nữa. Cái kiến đâu rồi? Một thức dậy, khi tôi thức dậy, rồi ai mà viết cái chữ gì, chữ O, chữ F, chữ gì có biết đâu, khi tôi thức dậy, chữ rồi ơi, chữ gì mà cậu ơi, thức dậy, tôi đã thức dậy, và y TH. Trời ơi, chữ bác sĩ bà cụ ơi. Thức dậy khi, một khi tôi đã thức dậy, tỉnh dậy với trời ơi, chữ gì? Sờ nợ y. Ôi ơi, thôi. Sự trời ác, không biết cái chữ gì đâu, ông nội ơi thôi. Đặt cái chữ không ra nữa. Không hiểu mà viết cái gì nói thì ác ghê luôn á. Sờ y cà ca. Sờ y cà ca. Sờ y cà ca. Bệnh và bệnh ác tê. Ốm ở. Sờ tờ. Ôi mờ. ICH ở đau bụng, mà đau bụng, mà đau bụng, view, P, cảm thấy better, 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 cảm thấy tốt hơn, LA, LR. Bà cảm ơn là bà đã tốt sức khỏe tại ơi. Bó tài với kiểu bác sĩ cũng nói chuyện gì ông nội ơi. Nè, coi tiếng Anh tôi giỏi vậy đó, quý vị thấy không, giỏi hết sức giỏi không? Cái bài viết ngày nào ông nội ơi, chữ tôi nội tôi đọc không ra nữa. À, tôi là người giỏi tiếng Anh rồi mà bài viết. Ây, khổ ghê mà hà ngôn ngữ bất đồng thì chứ không có phiền não quá vậy nha. Không có nhiều chuyện. Chứ mà cùng ngôn ngữ nhiều chuyện mệt lắm. Thôi kệ đi. Đó, sáng nội mà vậy mà tưới tẩm các rau. Sáng tôi dậy các Phật tử biết. Đó, tôi dậy tôi làm từ hồi 6 giờ sáng tới giờ đó. Thấy chưa? Vậy là tưới trước, tưới sau. Ngày hôm qua trời mưa, hôm kia trời mưa. Cho nên ngày hôm qua được nghỉ ngày. Không có tưới đỡ quá. Nó vừa tưới vừa làm cỏ. Thấy không? Thấy vườn rau của tôi không quý vị? Quý vị thấy chưa? Đó, phải xả nè. Đó. Ồ, khổ qua vậy mà hổm lên tôi hái không biết bao nhiêu trái rồi. Bây giờ con là phải trối luôn con lại rồi con ơi. Không có mở con ra con quậy quá. Sư phụ chịu hết nổi để sao? Sư phụ không có còn cách nào sư phụ tha thứ cho con nữa hết trơn á.
con phải chấp nhận vậy thôi. Con quậy coi một mình con mà con quậy nát hết trơn hết trời nè, coi nè. Coi nè, cái rau của tôi mà nó quậy vậy đó, có gì thấy không? Nó quậy vậy đó. Con quậy vậy đó con thấy không? Con quậy vậy đó con thấy chưa? Coi như bây giờ là sư phụ phải trói con ở một chỗ. Quá trời quá đất mà. Quậy quá trời, sư phụ chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi, nghe không? Chịu hết nổi rồi, nghe không? Nghe không? Nghe không? Quậy gì mà quậy. Thấy chưa? Một vườn rau xanh ôm đã không? Người con tháng vậy là tưới, tưới 2 tiếng đồng hồ chứ không phải tưới ít đâu nha. Đó là cắt rau đắng quá trời, qua cắt rau đắng mấy phao luôn á. Chắc mà không hết nữa nè. Sáng nay tôi ăn nấu cháo rau, anh này sáng nay ăn cháo rau đắng. Cháo hôm qua Phật tử cho, sáng hâm lại bỏ rau đắng vô ăn thiệt là ngon. Bà già thì phải đâu biết ăn rau đắng. Ăn cháo vô giọt cho quẩy. Tưới vậy nó mới tốt mà năm nay nó còn không tốt quá, đừng nói mà tưới ít ít sao tốt được, quý vị thấy không? Đó, tưới đi tưới lại tưới 2-3 lần vậy đó. Đây là tưới trên này chơi nè, chứ dưới gốc là tôi đã tưới ướt rồi nè, thấy chưa, ướt sáng tưới ướt rồi đó. Giờ chẳng nói chuyện với quý vị, tưới chơi trên này cho nó tốt, cho trên nó mát đó. Cắt quế từng cắt 2 lần đó, mới cắt sáng một túi rồi đó. Thấy chưa quý vị? Thấy tôi xiên không? Phải chịu khó mình tự làm, mình sống mình khỏe không? Bên đời này đó, quế về 5 đồng một phao đó nghe. Đó, thấy chưa? Thấy quế tốt không? Sáng nay là cắt phía trước. Tới bữa thứ 7 là cắt phía sau. Đó, từ cắt 2 lần. Đến nè, hôm trước tôi tưởng đâu dưa hấu mà không ngờ là dưa gan nè, quý vị thấy không? Đó, thấy dưa gan tôi không? Đó, thấy không nè? 4-5 trái dưa gan luôn. Cái này lỡ rồi, con gì nó ăn thôi, cho nó ăn luôn, để cho nó ăn luôn đó. Không tranh giành với nó luôn đó. Nó cỏ mịt mùng, mấy 2 tuần lễ có khách không làm được mà cỏ mịt mùng hết làm luôn rồi, kệ đi. Để cho con gì nó ăn luôn. Đó, thấy chưa? Ớt bắt đầu có trái rồi nè, ớt của người nghèo nè. Ớt của người nghèo nè quý vị ơi. Đó, trời ơi, săn sóc cái ớt của người nghèo đó. Ừ, thấy không? Có trái hết rồi nè, có trái quá trời không? Chín rồi, có trái chín rồi nữa nè. Thấy chưa? Đó, ớt của người nghèo đó nghe. Phía trước nè, quý vị đã coi phía trước, ớt phía trước nè. Ớt của người nghèo. Bà cụ bà bệnh, bà nghiệp bà vậy già khổ trời ơi, tới mình già mới có vậy không trời. Đây nè, đó. Thấy không? Nè, cải giờ lên nữa rồi nè, ha, là giờ cải là đợt 2 nha. Tôi mới gieo đợt 2 nè, đó. Cải này nó ngọt lắm quý vị ơi. Ôi, 2 tầng không làm cỏ, nó lên quá trời rồi, hết làm nổi rồi. Thôi, giờ gần hết mùa rồi. Cứ việc kệ đi, đó. Thấy chưa, thấy ớt không? Chín nè, qua 2 số rồi nè. Ớt tím nè, nhưng mà nó chín nó màu đỏ đó. Nó màu vàng vàng. Thấy chưa? Thấy chưa, nó cắt cỏ nè, mới hôm qua mới cắt cái vầy thôi. Giờ còn lia bên trong nữa. Cũng vui thôi, kệ làm cho nó hết thời giờ. Cũng là thể dục luôn nè, hồng tơ tôi hái còi rồi đó. Thấy chưa, có gì thấy quế không? Thấy quế không? Thấy quế tôi trồng không? À. Mới cắt nữa, sáng mới cắt con đoạn hè. À, từng cắt 2 lần, đó, thấy chưa? Thấy chưa quý vị? Dưa leo năm nay nó ăn vậy rồi mà trái cũng khá lắm, nó ngang nè. Bạc hà để hồi cắt bạc hà nữa. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó vui vậy đó.
nhà tôi trồng xả nó lên nữa nè, đó ớt nè, thấy trái không đó, nó chưa bao nhiêu trái ớt là bao nhiêu hạt gạo đó nghe. Tôi ráng lỡ rồi, nó lỡ trồng khít quá rồi cũng phải chịu thôi đó. Sen sen ơi sen, sen thấy thương nha, thấy thương không quý vị, thấy thương không? Sen thấy chưa nè, nó cây này cây gì mà nó lên dữ vậy trời, cái cây mà không trồng thì nó lên dữ lắm. Nên mình trồng thấy màu nó không lên. Táo nè hả? Táo nè. Yêu. Này. Giờ đi tỉa mấy cái cành này. Bây giờ ngồi rí để đằng lấy hộp nè, lấy giống nè. Cái hôm qua quang mà nó bò thấy đẹp quá, thôi để cho bò luôn. Nó thích giống như cảnh nhà quê vậy đó Phật tử. Cái niềm vui của thầy tài là vậy đó nè, rau má nè. Là thích cảnh nhà quê vậy đó, mình sinh ra nhà quê mà thì mình làm theo kiểu nhà quê vậy nè. Bí tôi có trái nè, thấy chưa, bí có trái đó, thấy không? Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người ở chốn lao sao. Đó nè, đậu bắp. Ồ, đậu bắp nó màu lắm, mới hai quả này có nữa nè. Đó, thấy chưa? Ồ, nay có nữa, qua chưa ăn, bữa nay có nữa nè. Mẹ lắm, phải trồng vài cây thôi là có gì ăn mệt nghỉ ra trường. Ừ, thấy không? Nay có trái hái nữa nè. Đó. Rồi non nớt nè. Mà không hái thì mai là già đó. Ừ, thấy chưa? Lẹ ghê, mới hôm qua hái chứ. Bỏ vô tủ lạnh chưa ăn nay có nữa rồi. Thôi ăn không kịp cô quê mũi quê ơi, thầy ăn lá khổ qua, thầy lo tháng này thầy ăn lá khổ qua để mà lá khổ qua đặng nó tốt nhiều việc lắm, cho nên là ăn lá khổ qua không kịp ăn lá ớt luôn á. Hôm nay tôi ăn toàn là rau organic không á cô, chứ thầy không có. Mấy nay là thầy, hôm qua là tôi hái rau đa rau má với rau đắng tôi làm một nồi, chiều tôi đâu có ăn cơm, cái tối Phật tử cho ăn cháo, rồi tự nhiên ta nấu cháo, rồi tôi nói thôi chiều tôi hái rau đá rau đắng tôi làm một nồi, tôi nấu vừa ăn sát mà vừa uống nước lại để cho nó tốt quá. Rồi bây giờ thầy không phải thầy sợ chết, nhưng mà ráng ăn cái đồ mà cho nó con người nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, không ăn đồ nóng nảy nữa đó. Ăn đó, tôi hái rau đắng rau má, hai cái đó đắng nấu. Nó ăn chó rồi tôi phạt nó nè, tôi phạt nó cho nó mày ở ngoài chứ không có cho vô nhà nữa, quậy quá mà đó. Phạt là giận rồi đó, giận đi, giận cảm ơn à, giận cảm ơn dữ lắm á. Nhà ngươi mà giận tao cảm ơn ngươi dữ lắm á. Ngươi mà biết giận ai, quậy nè, coi là cái cửa tôi mà nó quậy gì nè. Thấy không? Không cho nó vô, nó quậy banh cái cửa luôn. Nó giận đi, giận cảm ơn dữ lắm á. Nó vô nó quậy các gì coi đó, nhà bếp tôi mà nó quậy tanh bành qua lá hẹ luôn. Nó sáng lấy cơm nguội ra đặng ăn cả ngày nè, chứ hổm Phật tử tới là nấu ăn hết, rồi bỏ vô tủ lạnh, bỏ tủ đá rồi giờ lấy ra ăn sợ bỏ tội nè. Ngày hôm qua hái đậu bắp chưa ăn là thấy không, giờ hái vô nữa đó, củ dền nè chưa ăn nữa nè. Giờ phải dọn cái nhà bếp này, bữa nay là phải vệ sinh, nãy xịt thuốc tẩy rồi vệ sinh cái nhà bếp trợ hai tuần lễ nấu nước không có dọn dẹp gì đó. Giờ bữa nay thứ tư là ngày nghỉ làm. Tôi làm thính rồi nè, nãy hồi tôi làm bì nữa nè. Đó, chưa làm thính rồi nữa đó, sáng giờ sáng thứ thiệt không?
Nó đi ra ngoài đi, tưởng đâu giận chứ. Giận giùm tôi đi cho tôi đỡ chú. Ô cô, cô ra ngoài đi cô. Cô bữa nay là phạt cô rồi cô ơi. Cô quậy quá mà. Quậy cái giống gì mà không có từ cái chỗ nào hết trơn á, biết không? Bây giờ con hồi đừng có quậy nữa đi, rồi sư phụ mới mở cho con ra. Con quậy quá đi, sư phụ giận quá à. Sư phụ ngày nào sư phụ cũng cực với con biết bao nhiêu, con biết không? Sao kỳ vậy? Sao con không học chị CC đó, thấy chị CC không? Hả? Con thấy chị CC không? Chị CC chị ngoan không? Chị em re thấy không? Con quậy, quậy sư phụ không có chịu nổi luôn. Đó là biểu sư phụ mở ra cái quậy nữa cho cái đà con gái nữa mà vậy đó. Đây, ở đây. Quá trời quá đất. Giỡn, nó biết làm nên nó không biết đau vậy quá chị ơi. Quậy cái giống gì mà. Quậy quá trời luôn là sao? Sư phụ hết chịu nổi với con rồi á. Sư phụ không có thể chịu nổi với cục cưng nữa đâu. Quậy quá mà. Không chịu nổi nữa. Nó coi đó. Cái mặt thì đẹp, lông thì đẹp, mà quậy quá à. Thấy không? Thấy nó thấy tôi nhổ cỏ, nó bắt trước nó nhổ cỏ. Mà nhổ cỏ thì không dám nhổ cỏ, nhổ bậy với cọng rau của tôi không à. Thấy không? Cỏ không nhổ mà đi bị đặt. Lấy cái miệng thấy tôi nhổ cỏ, bắt trước nhổ cỏ rồi nghe. Ai vậy chơi nó quất mấy cọng dây của mình á, cái chơi vậy đó. Coi đó, coi đó, coi đó. Yên không? Yên không? Yên không? Có con nhỏ mà chứ phụ, có con nhỏ mà. Thôi nghe không? Vậy giờ vừa thôi nghe con. Quậy quá thì phụ cho, nghe không? Nghe không? Quậy quá thì phụ cho, nghe không? Nghe không? Quậy quá thì phụ cho đó. Thì phụ cho người ta nuôi à, nghe không? Quậy quá mà. Quậy quá là sư phụ cho người ta nuôi đó, nghe không? Nghe không? Thì chú biết nịnh lắm. Biết nịnh lắm, nghe không? Biết nịnh lắm. Đi nhổ cỏ cho sư phụ ơi. Mà đừng có nhổ mấy sợi dây của sư phụ, biết không? Nhổ cỏ thôi nè, cỏ đó, biết không? Thấy sư phụ nhổ cỏ, biết chỗ cỏ nữa đó. Mà đừng có cái là không biết cây cỏ nào. Biết cái cọng dây của sư phụ à. Cái cọng rau, cọng rau của sư phụ, cọng mướp của sư phụ à. Đó, đó. Biết quá. Biết mà. Thôi bây giờ con chịu ở đây. Sư phụ trói con lại đi. Con bớt quậy đi nha. Trói cho con quen đi rồi sư phụ mới thả nghe không. Con chịu khó đi nghe con. Tại con còn nít quá. Sư phụ phải trói con biết không. Đó. Quen đi. Chứ con thả con ra con quậy sư phụ quá. Sư phụ chịu không có nổi biết không. Rồi. Biết không con. Biết không. Phân trong phân các trong phân trong phân trong phân trong phân các trong phân trong phân trong phân trong phân các trong phân trong phân tập đủ rồi đây phân trong phân là các trong phân thông phân phân trong phân các trong phân thấy không đúng rồi nè mua phân trong phân là các trong phân thông phân ta trung thu em đưa đèn trung thu phân thông phân là các trong phân là thông phân phân trong phân nghe không mới mong tập múa vậy đó cho phật tử ta thương nghe không phân trong phân các trong phân là trung phân phân thật lắm lại đứng múa lại đứng lại trung phân phân thông đứng lại đứng tập đứng lại phân thông phân là các trong phân thông phân phân thông phân thông phân phân trong phân các trong phân 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 ông phân trong phân các trong phân nghe không con nghe không thôi nợ nhiêu đó thôi nghe không có vậy nữa nghe nó coi đó nịnh đó con nịnh quá mà nịnh quá trời luôn ha con cô đơn mà sư phụ con không có mẹ mà sư phụ mẹ con có sư phụ bắt con về con có không có mẹ mà nghe cho nên có mình sư phụ mà sư phụ cũng thương con mà tại con quậy quá cho nên sư phụ phải trói con quá liếm quậy quá cho nên sư phụ phải trói con thôi đó đó, đó. Không có liếm không có liếm nghe không quậy quá cho nên sư phụ phải trói thôi
Ê xà quậy quá, sư phụ phải trói thôi. Đó, rồi sư phụ đi làm nha. Con nằm đây con có quậy nha. Biết không? Rồi. Sáng ăn no rồi, sáng vậy là ăn rồi, biết không? Trời ơi, đứa nào không dậy sáng là sư phụ lo cho ăn uống đàng hoàng hết trơn á. Rồi. Rồi đi. Thôi, tôi đi làm nha quý vị ơi, bắt đầu làm tiếp nha. Làm tiếp, làm tiếp.